Vâng, kính thưa thầy Bình, thưa các anh chị, các đầu cầu thì hôm nay em xin phép trình bày một bài là dự phòng đột quỵ não cấp 2. Chúng ta thấy rằng ở Việt Nam chúng ta đang tuyên truyền về đột quỵ não và chúng ta đang cố gắng để cho người dân nhận thức một cái đột quỵ não một cách sớm hơn để chúng ta có thể xử lý à, sớm hơn. Đặc biệt là trong đột quỵ thiếu máu não thì chúng ta có cái giờ vàng điều trị tái tư máu trong đột quỵ thiếu máu não dùng tiêu huyết khối trong cửa sổ 4,5 tiếng rưỡi và nếu huyết khối với tác mạch lớn trong 6 giờ Tuy nhiên tất cả các nghiên cứu, các thống kê ở Việt Nam về cái tỷ lệ mà tái tiêu máu trong giai đoạn cấp của chúng ta ở các trung tâm khác nhau chỉ đạt 35% thôi. Chúng ta còn lại khoảng 95% bệnh nhân không kịp điều trị tái tiêu máu. Vì vậy mà cái việc mà dự phòng đột quỵ não là thật sự quan trọng. chúng ta đang hướng tới một số lượng bệnh nhân rất là lớn từ dự phòng đột quỵ cấp 1 đến dự phòng đột quỵ cấp 2. Thì trong khuôn khổ bài hôm nay thì em xin phép trình bày bài dự phòng đột quỵ cấp 2 cho bệnh nhân thiếu máu não. Nội dung có hai phần gồm có kiểm soát yếu tố nguy cơ, nhân à, đột quỵ thiếu máu não thứ hai là điều trị chống huyết khối gồm có thuốc chống ngưng tập tiểu cầu và thứ hai là thuốc chống đông đường uống à, về à, tỷ lệ tử vong của đột quỵ ở Việt Nam thì đứng hàng đầu kể cả giới nam và giới nữ được đây là số liệu năm 2008 của tổ của, của, Bộ Y tế đã công bố à, ở Mỹ thì à, mỗi 45 giây có một trường hợp đột quỵ não và thật thật sự đột quỵ não là một vấn đề toàn cầu một thách thức toàn cầu để chúng ta à, phải lên kế hoạch điều trị cũng như dự phòng về mặt nguyên tắc thì chúng ta cứ nói đến truyền thông và với truyền thông là chúng ta phải điều trị càng sớm càng tốt thì đấy là sự thật tuy nhiên chúng ta phải hình dung ra rằng nếu tôi hướng tới cộng đồng thì cái việc dự phòng đặc biệt quan trọng đối với cộng đồng và dự và phòng thì luôn luôn tốt hơn là đột quỵ à tốt hơn là điều trị vì vậy mà chúng ta phải hướng tới bệnh nhân những bệnh nhân yếu tố nguy cơ cao để có kế hoạch dự phòng điều trị đột quỵ cho bệnh nhân về tỷ lệ đột quỵ thiếu máu não thì các nghiên cứu ở thế giới công bố là khoảng 80% những bệnh nhân đột quỵ là đột quỵ thiếu máu não ngoài ra đột quỵ suy não chỉ kiếm trong khoảng 13% thôi tuy nhiên cái tỷ lệ suy não ở Việt Nam qua các công bố nhỏ lẻ thì có có vẻ cao hơn cho thế giới khoảng có những nghiên cứu lên tới 35% là đột quỵ suy não à, đối với dự phòng đột quỵ thiếu máu não thì chúng ta còn quan tâm đến một cái thể nữa đấy là thể đột quỵ thiếu máu não thoáng qua mà từ xưa đến nay chúng ta đã đã thường chúng ta không để ý tới à, khi chúng ta chú ý đến những cơn đột quỵ thủng não thông qua là những nhà là chúng ta đã đưa lại cơ hội dự phòng một cái tai biến mạch não thật sự cho bệnh nhân à, đối với bệnh nhân mà uh, đã đột quỵ rồi thì cái tỷ lệ tái phát và tử vong sẽ đều cao nếu mà nếu mà chủ bệnh nhân bị đột quỵ tái phát vì vậy mà chúng ta hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện đến dự phòng đột quỵ cấp 2 chúng ta cần làm gì À, về mặt à, về mặt à, định nghĩa thì điều trị dự phòng cấp 2 gồm tối ưu hóa các liệu pháp điều trị đối với các yếu tố nguy cơ cho bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não và đột quỵ thiếu máu não tháng qua à, hay là em viết gọi tắt là TIA mục tiêu là giảm thiểu nguy cơ tái phát đột quỵ não và các biến cố mạch máu nghiêm trọng khác như là nhồi cơ tim, tắc mạch tử vong do nguyên nhân mạch máu à, khi à, chúng ta dự phòng đột quỵ thì chúng ta à, có những cái yếu tố nguy cơ không thay đổi được của đột quỵ não mà chúng ta không dự phòng được ví dụ như bệnh nhân tuổi những bệnh nhân tuổi càng cao thì nguy cơ đột quỵ sẽ càng cao hoặc là giới chủng tộc ở tiền sử gia đình có những bệnh nhân đã đột quỵ rồi à, nhưng chúng ta phải chú ý được chúng ta phải tập trung vào kiểm soát các yếu tố nguy cơ có thể thay đổi được đặc biệt là những yếu tố nguy cơ có thay đổi được mà đã có bằng chứng rất là tốt chứng minh được liên quan đến đột quỵ thiếu não ví dụ như tăng huyết áp ví dụ như đã thay đường ví dụ như dối loạn chuyển hóa máu ví dụ như bệnh nhân có dung nhĩ và các bệnh lý tim mạch kèm theo ngoài ra hút thuốc lá hay động mạch cảnh không triệu chứng hoặc là thừa cân bé phì giảm vận động là những yếu tố nguy cơ có thể dự phòng được đối với những đột quỵ. Trong khuôn khổ và hôm nay em sẽ xin tập trung vào những cái điều trị dự phòng các yếu tố nguy cơ chính như là tăng huyết áp, đái tháo đường, chuyển hóa lipid cũng như là dung nhĩ. Đầu tiên là tăng huyết áp. Tăng huyết áp thì được coi là một kẻ giết người thầm lặng và đối với tất cả các lứa tuổi thì huyết áp tăng cao đều làm tăng nguy cơ đột quỵ cũng như là tử vong do đột quỵ. Uh, có rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra được vai trò đã cố gắng chỉ ra vai trò của hạ huyết áp đối với uh, dự phòng đột quỵ, trong đó có hai nghiên cứu lớn là nghiên cứu PASS và nghiên cứu PROGRESS. Nghiên cứu PASS thì gồm có năm bệnh nhân và điều trị uh, thuốc huyết áp là hai 25 mg so với giả dược. Trong nghiên cứu này đã chỉ ra rằng, rằng dự phòng huyết áp giảm 29% tỷ lệ tái phát cũng như là 25% các biến cố tim mạch. Uh, nghiên cứu PROGRESS uh, là một nghiên cứu lớn thứ hai đã chỉ ra rằng điều trị tăng huyết áp bằng bridopin và indapamide làm giảm nguy cơ tái phát tới 28% và giảm 50% tỷ lệ tái phát đột quỵ do suy não, 63% tỷ lệ đột quỵ ở người châu Á. Vì vậy vì vậy mà cái vai trò của kiểm soát huyết áp đối với nhân đột quỵ dự phòng đột quỵ không còn là một câu hỏi không còn phải bàn cãi. Tuy nhiên cái lựa chọn thuốc điều trị tăng huyết áp cho dự phòng cấp 2 thì vẫn còn tranh luận. Các nghiên cứu thì uh, hiện tại thì có vẻ như uh, xu hướng là ủng hộ các thuốc ức, ức chế men chuyển và uh, ức chế thụ thể. Uh, uh, vì vậy uh, để để kết luận uh, để kết thúc cho kết luận cho cái dự, việc điều trị tăng huyết áp thì uh, guideline của ASA năm bốn đã đưa ra những kết luận như sau, thứ nhất là cần điều trị sớm ngay sau giai đoạn cấp để phòng tái phát và các biến cố mạch máu khác với khuyến cáo 1A và đặt hoàn cảnh nếu trước đó bệnh nhân không có điều trị tăng huyết áp thì bệnh nhân cần được điều trị huyết áp khi mà huyết áp tâm thu trên 140 mm thủy ngân hoặc huyết áp tâm trương trên 90 mm thủy ngân. Việc việc điều trị huyết áp với những bệnh nhân mà huyết áp tâm thu dưới 140 và huyết áp tâm trương dưới 90 thì đưa lại cái hiệu quả không chắc chắn và không được khuyến cáo. nếu trước đó bệnh nhân trước khi đột quỵ bệnh nhân đã được điều trị tăng huyết áp rồi thì khi bệnh nhân đột quỵ chúng ta vẫn tiếp tục điều trị tăng huyết áp. Và chỉ số huyết đích của bệnh nhân thì thì à, như thế nào? Chúng ta cố gắng đạt đích là huyết tâm thu dưới 140 mm thủy ngân và huyết tâm trương dưới 90 mm thủy ngân. Với một số trường hợp à, yếu tố nguy cơ cao như là bệnh nhân có đái tháo đường, à, có những người mòn áo ủ khuyết mới thì huyết tâm thu thậm chí còn à, để xuống dưới 130 mm thủy ngân. Kèm theo đó bệnh nhân cần thay đổi lối sống, cần à, có chế độ tập luyện để đưa vào điều trị tăng huyết áp. À, hiện tại thì vẫn không có nhóm thuốc nào được ưu tiên khuyên cáo cho uh, điều trị tăng huyết áp cả Tuy nhiên các dữ liệu hiện tại thì có vẻ uh, ủng hộ cái việc sử dụng thuốc ưu tiên chuyển hoặc là lợi tiểu Và, và, và mặc dù chúng ta đặt một cái target là huyết áp dưới 140 trên 90 Tuy nhiên uh, chúng ta cũng có cần cá thể hóa dựa trên cơ chế tác động cũng như là của bệnh nhân Bởi vì có những bệnh nhân xuống dưới 130, nhưng bệnh nhân rất là chóng mặt và có thể gây hại huyết áp tư thế thứ hai nữa là cái uh, vấn đề thứ hai đấy là rối loạn chuyển hóa huyết máu đây là có một yếu tố nguy cơ rất là cao gây ra bệnh cảnh sơ vữa mạch thì uh, nghiên cứu SPARK với A atovastatin đã chỉ ra rằng chúng ta dự phòng uh, sử dụng statin làm giảm nguy cơ đột quỵ 16% và biến cố mạch vành nặng lên 35% thuốc được dung nạp tốt và tỷ lệ tác dụng phụ trên gan cơ thấp uh, cái khuyên cáo của hội đột quỵ Hoa Kỳ và À, thì thấy rằng bệnh nhân đột quỵ hoặc là sau cơn tai, biến mạch não thông qua thì đã chỉ ra lợi ích của, sử sự việc sự statin và các statin thế hệ mới như là rosuvastatin và atovastatin đã được đưa vào các khuyến cáo thường quy và cái target đạt được khi mà chúng ta điều trị rối uh, uh, lipid máu ra sao thì đầu tiên trong việc điều trị rối loạn lipid máu thì ngoài việc chúng ta dựng thuốc thì còn chú ý đến chế độ nối sống cũng như là chế độ ăn uống của bệnh nhân và với những bệnh nhân có yếu tố nguy cơ không cao thì chúng ta có thể đạt đặt đích là LDL cholesterol dưới 100 mg trên sinh, nghĩa là 2,8 2,7 và nếu mà nguy cơ bệnh nhân có yếu tố nguy cơ cao và các và có và có các yếu tố khác như bệnh nhân có đái tháo đường, bệnh nhân có hẹp mạch thì thậm chí cái mức LDL cholesterol giảm dưới 70 mg trên lít nghĩa là giảm dưới 1,8 với bệnh nhân mà đột đột quỵ não do Uh, sơ vữa uh, đột kỵ não và nghi ngờ nguy cơ sơ vữa mà kể cả không mà xét nghiệm cholesterol bình thường uh, thì cái việc mà sử dụng uh, statin cũng là giảm cái biến cô mạch máu vào, cho, bệnh nhân cái, cái yếu tố nguy cơ thứ ba nữa quan trọng đấy là đái tháo đường thì đái tháo đường là một cái vấn đề nổi uh, cộng cộm trong bệnh nhân đột quỵ thiếu não việc chúng ta cần làm sao để phát hiện bệnh nhân đột quỵ não có có đái tháo đường chúng ta phải điều trị đái tháo đường kèm theo đấy điều trị các yếu tố nguy cơ kèm theo của bệnh nhân đái tháo đường thì uh, khuyến cáo của 2014 ARA chỉ ra rằng là sau khi đột quỵ thiếu não và TAA thì nên sàng lọc đáy tháo đường cho mọi bệnh nhân chúng ta có thể sử dụng đường đói chúng ta sử dụng HbA1c chúng ta có thể test dùng nạp gluco và cần kiểm soát đường huyết gần bình thường để giảm các biến chứng vi mạch cũng như giảm các biến chứng mạch máu lớn mục tiêu uh, điều trị là gì là HbA1c dưới 7% ở người bệnh nhân đái tháo đường thì cần kiểm soát huyết áp và rồi lại chuyển hóa lipid máu một cách tích cực hơn những người không đái tháo đường thì kiệm mức huyết áp ở bệnh nhân đái tháo đường thường uh, được khuyến cáo là dưới dưới 130 trên 85 mét thì ngân thay vì 140 trên 90 ở những khuyến cáo thông thường và với điều trị tăng huyết áp thì ưu thế của nhóm ức chế men chuyển và nhóm chạy tụ thể angiotensin được khuyến cáo ở những bệnh nhân mà tăng huyết áp kèm theo đái tháo đường bởi vì, vì nó làm giảm tiến triển tổn thương bệnh thận do bệnh nhân đái tháo đường uh, một vấn đề thứ hai đến là quan trọng là chúng ta điều trị chống huyết khối Uh, câu hỏi chúng ta luôn đặt ra là bệnh nhân này dự phòng cấp 2 thì chúng ta sử dụng kháng nguyên tiểu cầu hay là thuốc kháng đông uh, em muốn tập trung vào câu chuyện này bởi vì đã rất nhiều các anh chị đã không 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 hình dung ra sự khác nhau là khi nào chúng ta sử dụng kháng thức tiểu cầu, khi nào chúng ta sử dụng thuốc kháng đông đường uống. Uh, để hiểu được tại khi nào chúng ta sử dụng kháng tiểu cầu, uh, khi nào chúng ta sử dụng kháng đông đường uống thì chúng ta hãy hình dung ra uh, hãy hình nhìn trên nào uh, đây là một phân loại tốt phân loại được áp dụng đa phần phổ biến hiện nay ở khi mà phân loại được quỵ thiếu máu não thì chúng ta chia ra bệnh nhân chỉ có 20 tất cả bệnh nhân được quỵ chỉ có bệnh 20 trăm bệnh nhân có huyết khối tim mạch thôi huyết khối nguồn gốc từ tim thôi chúng ta có 25 phần trăm bệnh nhân có bệnh bệnh lý mạch máu nhỏ để gây ra nhiều máu ổ khuyết 25 phần trăm bệnh nhân mạch máu lớn do sơ vữa chúng ta có 25 phần trăm bệnh nhân không rõ nguyên nhân và nguyên nhân thường là chúng ta không không đảm đủ các chẩn đoán hoặc là thật sự không rõ nguyên nhân đặc biệt ở, ở 25 phần trăm này tập trung vào những bệnh nhân đột quỵ người trẻ và năm bệnh nhân trăm bệnh nhân có uh, bệnh hiếm gặp khác ví dụ như bệnh nhân có dissection động mạch cảnh bệnh nhân có viêm mạch bệnh nhân có bất thường tăng đông thì uh, hiện tại nếu mà nói đến uh, dự phòng huyết khối thì thuốc kháng đông bây giờ hiện tại chỉ tập trung vào 25 20%, 20 bệnh nhân có huyết khối tim mạch thôi. Còn lại những bệnh nhân mạch máu nhỏ và bệnh mạch máu lớn do sơ vữa thì vẫn ưu thế sử dụng kháng nguyên độc tiểu cầu nên là các anh chị phải biết được sự khác nhau giữa tại sao khi nào dùng kháng huyết tiểu cầu khi nào dùng kháng đông thì đầu tiên đấy là thuốc thuốc kháng cập tiểu cầu thì chia ra là có thuốc chất ức chế COX như aspirin thuốc ức chế thrombrosan như là và tinopirin như là clopidogrel hay là ticagrelor à, về uh, vai trò của thuốc kháng tiểu cầu để dự phòng các đột quỵ nhồi máu não do không do nguyên nhân tim mạch đã được chỉ ra làm giảm nhồi não giảm nguy máu cơ tim cũng như tử vong 22% so với nhóm trứng và liều thì liều duy trì thông thường từ 75 đến 100 mg trên ngày và hiện tại liều của chúng ta đang sử dụng thông thường là từ 81 tới 100 mg bởi vì hàm lượng của chúng ta cũng có hai hàm lượng phổ biến cho bệnh viện là 81 mg và 100 mg khuyên cáo năm 2014 chỉ ra rằng là đối với bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não cục bộ mà không do thuyên tắc tim hoặc là t nên dùng kháng tiểu cầu hơn là dùng thuốc kháng đông đường uống. Các anh chị nhớ là thuốc kháng đông đường uống chỉ ưu thế cho những bệnh nhân mà nhồi máu não có nguyên có nguồn gốc huyết khối từ tim và aspirin đơn trị liệu hoặc là phối hợp với aspirin và đi mon phóng tích kéo dài 200mg được khởi trị sau khi t hoặc đột quỵ thiếu máu cục bộ để đột quỵ về sau clopidogrel 75mg trên ngày cũng được khuyến cáo dự phòng cho đột quỵ tuy nhiên chỉ là khuyến cáo 2a thay vì khuyến cáo 1a của aspirin và việc mà cá nhân hóa việc lựa chọn thuốc kháng sinh tiểu cầu cũng là một yếu tố chỉ ra uh, tất cả các anh chị thấy rằng ví dụ aspirin thì thật sự là rẻ tiền hiệu quả đã được chứng minh và hiện tại thì uh, tất cả các nghiên cứu rất là lớn chưa nghiên cứu là chỉ ra được cái hiệu quả uh, hiệu quả nào vượt trội hơn so với aspirin trừ khi uh, đấy là aspirin gây ra một cái triệu chứng được tiêu hóa một số bệnh nhân có cái tác dụng phụ tiêu hóa rất là kinh khủng thì chúng ta có thể thay aspirin bằng các thuốc khác như, như là clopidogrel À, việc phối hợp giữa aspirin và clopidogrel đã được à, ở những bệnh nhân mà đột quỵ nhẹ hoặc TIA đã được à, đề cập đến à, năm 2014 thì người ta khuyến cáo là điều trị trong liên tục trong 90 ngày và những bệnh nhân hẹp tắc mảnh nặng. Tuy nhiên à, bởi vì cái vai trò rất là quan trọng của dự phòng bệnh nhân đột quỵ nhẹ và TIA thì à, đã có sự thay đổi rất là nhiều trong việc dự phòng đột quỵ à, sử dụng kháng đông, kháng tiểu cầu kép tại Tại sao em lại muốn trình bày kỹ về cái kháng thực cầu kép này? Bởi vì em cũng gặp rất nhiều câu hỏi của anh chị gọi điện lên hỏi là trường hợp này có có sử dụng kháng thực cầu kép được không? À, hay là và sử dụng kháng thực kép trong bao nhiêu lâu? Và có rất nhiều các anh chị những bệnh nhân đột quỵ rất là nặng, các anh cũng đã sử dụng kháng thực cầu kép và để và đưa lại một cái hậu quả đấy là bệnh nhân bị uh, xuất huyết chuyển dạng uh, sau khi bệnh nhân đột quỵ. Vì vậy các anh chị phải nhớ rằng là tất cả các nghiên cứu kháng tiểu kép bây giờ như nghiên cứu tra nghiên cứu poi người ta tập trung vào nhóm đột quỵ thiếu máu nhẹ đột quỵ thiếu máu não nhẹ và đột quỵ thiếu máu não thoáng qua nhẹ nhẹ là gì nghĩa là người ta đột, tập trung vào nhóm đột quỵ thiếu máu não mà điểm nít chỉ dưới 3 điểm thôi và thiếu máu não thoáng qua nhưng nghiên cứu tra được thiết kế để so sánh dùng sự kháng tiểu kép trong 21 mươi một ngày với kháng tiểu cầu đơn và tỷ lệ và theo dõi trong khoảng 90 ngày thì trong nghiên cứu trang thấy rằng là sử dụng kháng thể kép thì rõ ràng làm giảm đi 32% tỷ lệ đột quỵ cũng như là giảm 31% tỷ lệ kết cục mạch máu như là đột quỵ nhó cơ tim hoặc tử vong nguyên nhân tim mạch và trong nghiên cứu trang bởi vì sử dụng trong 21 ngày thôi nên là cái biến chứng suyết không tăng hơn so với sử dụng đơn thuần vì vậy mà sau khi nghiên cứu trang công bố cái kết quả dự phòng giữa kết hợp giữa Uh, Aspirin cộng Clopidogrel điều trị cho bệnh nhân đột quỵ thiếu máu nhẹ là điểm nít nhỏ vòng 3 hoặc là TIA thì nó đưa ra cái hiệu quả uh, so với điều trị kháng tiểu cầu đơn thuần. Vì vậy năm 2014 người ta đã khuyến cáo là sử dụng kháng kết hợp kép trong dự phòng thứ phát đột quỵ sau TIA và đột quỵ nhẹ. Tuy nhiên như trang này là một nghiên cứu mà được uh, được tiến hành ở ở Trung Quốc và đa phần là người châu Á vì vậy mà cái hiệu quả cái câu hỏi đặt ra là thật sự kết quả có 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 đáp ứng với với dân số toàn cầu hay không thì sau đấy thì người Mỹ đã thành lập đã đưa ra một nghiên cứu là nghiên cứu POIS nghiên cứu này cũng nhằm đưa ra là uh, đánh giá tác dụng hiệu quả của kháng thử kép so với uh, kháng thể đơn ở bệnh nhân đột quỵ nhẹ và TAA em nhắc lại là ở chỉ ở là những bệnh nhân kháng thử kép ở những bệnh nhân đột quỵ nhẹ với điểm nít nhỏ bằng ba hoặc là bệnh nhân đột quỵ thiếu họ thòng qua thôi thì nghiên cứu PO này cũng chỉ ra được hiệu quả của của đột quỵ của kháng tiểu kép và DAPT so với kháng tiểu cầu đơn ở những bệnh nhân đột quỵ nhẹ và TIA và đến 2018 thì đã thay đổi là khuyến cáo kháng tiểu kép đã được sử dụng trong bệnh nhân đột quỵ thì nhẹ với điểm nít nhỏ bằng 3 và TIA với khuyến cáo 2b và đến năm 2019 thì là khuyến cáo này đã 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 lên tới 1a và em nhắc lại là chúng ta chỉ sử dụng kháng tiểu kép cho những bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não nhẹ với điểm nít nhỏ bằng ba hoặc là TAA và thời gian kéo dài bao lâu thì thường ra chúng ta chỉ kéo dài 21 ngày thôi sau đấy chúng ta sẽ thay bằng kháng tiểu đơn thay vì các anh chị với những bệnh nhân các anh chị hình dung ra với những bệnh nhân điểm nhồi máu não và điểm nít rất là cao hoặc là tổn thương não rộng các anh chị sử dụng kháng tiểu kép khởi đầu hoặc là kéo dài sẽ nguy cơ xuất huyết chuyển dạng hoặc là xuất huyết tiêu hóa kèm theo sẽ cao hơn rất là nhiều cái câu chuyện thứ hai đấy là thuốc chống đông đường uống thì như thế nào thuốc chống đông đường uống chỉ như em nói chỉ phây vào 20% bệnh nhân mà đột quỵ do nguồn gốc tim mạch được thôi trong trong có rất nhiều nguyên nhân có nguồn gốc tim mạch trong đó chúng ta hãy quan tâm đến dung nhĩ không có bệnh van tim chiếm 50% thì các anh chị thấy rằng đột quỵ là do dung nhĩ thường gây tàn phế và tử vong cao hơn những những thể khác và chúng ta có thể dự phòng đột quỵ do dung nhĩ 2 phần ba ca đột quỵ trên dung nhĩ có thể phòng ngừa bằng liệu pháp kháng đông thích hợp À, một phân tích gộp có 29 thử nghiệm trên 28.000 bệnh nhân thì thấy rằng sử dụng thuốc chống đông đường uống có thể giảm 64% đột quỵ và giảm 24% tử vong do mọi nguyên nhân so với giả dược. Thế thời điểm nào bắt đầu dùng thuốc chống đông, chúng ta vẫn luôn đặt câu hỏi là bệnh nhân này đột quỵ do dung nhĩ, do nguồn gốc của ăn tim, nguồn gốc khối từ tim thì khi nào chúng ta dùng chống đông? Có phải chúng ta càng dùng sớm thì càng tốt hay không? thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là nguy cơ tái phát đột quỵ trên bệnh nhân dung nghĩ khoảng 8% trong vòng 14 ngày đầu và bắt đầu dùng chống sớm thì có thể ngăn ngừa tái phát hay không là câu câu câu, lựa chọn là câu hỏi luôn luôn được đặt ra chúng ta lại nhìn thấy là nguy cơ chảy máu nội sọ có triệu chứng chiếm khoảng 1,5% trong 14 ngày đầu và tăng cao ở bệnh nhân có nhiều mã lớn tiền sử chảy máu não vì vậy cái việc áp dụng sớm hay muộn chúng ta còn phụ thuộc vào thứ nhất là nguy cơ bệnh nhân ấy tắc mạch cao hay thấp thứ hai chúng ta phải đặt ra câu hỏi là thế nguy cơ chảy máu nội sọ sau khi dùng chống đông đấy thấp là như thế nào chúng ta luôn luôn phải đưa bệnh nhân lên một cái bàn cân làm sao để lợi ích có cao hơn nguy cơ chứ nếu mà uh, nếu mà lợi ích mà nhiều mà mà thấp hơn nguy cơ thì cái đấy chúng ta nên dừng lại đấy là một câu một cái sự lựa chọn một cái thật sự là một quyết định thật sự là cá thể hóa đối với đối với bệnh đối với bác sĩ thì với khuyên cáo của ADA thì thường thông thường chúng ta khuyên cáo nó bắt đầu dùng chống đông trong vòng 14 ngày ngày đầu và nếu mà một số bệnh nhân sử dụng sau 14 ngày với những bên nhiều màn não lớn bệnh nhân có chuyển dạng chảy máu ban đầu bệnh nhân tăng huyết áp không kiểm soát được hoặc là bệnh nhân có nguy cơ chảy máu cao xương chảy máu cao trong thực hành lâm sàng thì Bọn em thường áp dụng cái quy tắc DL 13612 áp dụng theo với ví dụ như bệnh nhân có TIA thì chúng ta có thể sử dụng đột, uh, suy não ngay ngày đầu tiên uh, chống đông ngay ngày đầu tiên khi bị đột quỵ. Nhưng bệnh nhân có đột quỵ nhẹ với điểm nít nhỏ bằng 8 thì chúng ta có thể cân nhắc sử dụng thuốc uh, chống đông trong ngày thứ ba. Với những bệnh nhân mà đột quỵ mức độ trung bình uh, thì chúng ta có thể uh, uh, lựa chọn uh, khởi phát chống đông ngày thứ sáu. Tuy nhiên, trước khi sử dụng khởi phát là chúng ta thường phải chụp lại một cái CT xem bệnh nhân đấy có xuất chuyển dạng hay không bởi vì không, kể cả chúng ta không sử dụng chống đông thì đối với bệnh nhân mà nhiều não rộng có thể vẫn vẫn có một cái tỷ lệ tỷ lệ mà xuất chuyển dạng tự nhiên vì vậy mà trước khi chúng ta quyết định dùng chống đông chúng ta phải sử dụng phải chụp lại một cái CT trước đấy và đối với đột quỵ nặng với điểm nitơ 16 thì cái thời điểm mà đánh giá lại việc chống đông là thường là sau 12 ngày khuyến cáo khuyến cáo năm 2014 của ATHA thì chúng ta cũng vẫn khuyến cáo là đường uống trong vòng 14 ngày sau khi khởi phát nghĩa bắt chúng ta có thể bắt đầu trong vòng 14 ngày và chúng ta có thể sử dụng thuốc kháng đông đường uống hoặc các thuốc kháng viên ca hoặc các thuốc kháng đông thế hệ mới như Daviga Trang, hoặc là Abisabang đã cũng đã, đã vào Việt Nam, Abisabang đã vào Việt Nam. À, vậy à, đấy là việc sử dụng trong chống đông. Bây giờ chúng ta lại đặt trong câu hỏi là khi chúng ta dùng chống đông rồi, bệnh nhân chảy máu nội sọ, trên bệnh nhân dung nhĩ, thì khi nào chúng ta dùng lại chống đông bệnh lợn sọ đấy là một câu uh, hỏi câu hỏi cũng rất là thường gặp và đây là cũng tình huống chúng ta thường gặp khi mà chúng ta uh, thực hành lâm sàng thì trước khi chúng ta dùng lại chống đông thì bọn em thường phải đánh giá như là bệnh nhân uh, điều trị chống đông ở bệnh trẻ máu nội sọ có thật sự cần thiết hay không uh, và bệnh nhân này có yếu tố nguy cơ đúng không là gì nghĩa là bệnh nhân này có chỉ là dung nhĩ không hay là bệnh nhân này có văn cơ học kèm theo Uh, cần xem xét cái vị trí chảy máu uh, của bệnh nhân như là ở vỏ hay là ở dưới vỏ, tuổi của bệnh nhân cao hay thấp, các yếu tố nguy cơ chảy máu kèm theo của bệnh nhân như thế nào, đông máu ra sao, tiểu cầu như thế nào, chức năng gan thận ra sao. Và uh, có khi mà bọn em cũng luôn luôn cân nhắc là lợi ích và nguy cơ khi bệnh nhân dùng lại. Và thường thì bọn em sẽ uh, dự chống đông sớm trong một số trường hợp, ví dụ như là uh, ưu tiên bệnh nhân trẻ uh, hơn là những bệnh nhân mà có trên 70 tuổi hoặc là trên 80 tuổi về nguy cơ nguy cơ chuyển dạng của bệnh nhân đấy cũng cao hơn thứ nhất là thứ hai nghĩa là dùng số thường bệnh nhân có van cơ học ưu tiên hơn những bệnh nhân có dung nhĩ bởi chúng ta luôn luôn phải đề phòng cái, cái biến chứng kẹt van cơ học của bệnh nhân để biến chứng cũng là nguy cơ uh, tử vong cho bệnh nhân thì các khuyến cáo ở bắt đầu chống đông uh, sau khi uh, chảy máu não rất là khác nhau ví dụ như cổ hội đột kỵ ở châu âu thì khuyến cáo bắt đầu sau 10 14 ngày cổ hội hoa kỳ hoa kỳ thì cũng có thể nói là sau 10 ngày uh, năm 2014 nói sau 10 ngày hoặc là sau một tuần cái bảng trên này thì thấy rằng là đến năm 2016, 2015 thì hội đột quỵ, hội tim mạch châu Âu còn khuyến cáo là đối với bệnh nhân mà trẻ máu não có dung nhĩ chúng ta có thể khởi phát sống đông sau 4 đến 8 tuần. Và còn đây là khuyến cáo 2016 của hội đột quỵ châu Âu, của hội tim mạch châu Âu cũng khuyến cáo là chúng ta khởi phát lại thuốc chống đông đường uống sau khi trẻ máu não là 4 đến 8 tuần. Tuy nhiên đến 2020 thì cái, cái thời gian này đã đã rút xuống còn 2 đến 4 tuần. Nhưng chúng ta phải loại trừ rất nhiều cái yếu tố như bệnh nhân có uh, cái khối chảy máu não đã ổn định chưa? Bệnh nhân có micro uh, có bao nhiêu micro bleeding kèm theo hay không? Và các anh chị thấy là rất nhiều yếu tố, ví dụ như là tuổi bệnh nhân như thế nào, giới ra sao, bệnh nhân có yếu tố nguy cơ như thế nào? Ví dụ huyết áp không kiểm soát được hay không? Bệnh nhân có uh, sử dụng thuốc kháng đông đường uống trước đấy nữa hay không? vì vậy mà cái việc mà thật sự là việc mà điều trị dự phòng uh, quay lại chống đông ở những bệnh nhân suyết não thì cũng thật sự là một cái câu hỏi thách thức đối với bác sĩ em vẫn nhớ là có những bệnh nhân bọn em có những bệnh nhân có van cơ học mà suyết não lớn uh, cần phải dùng chống đông hàng ngày bọn em hàng ngày bọn em mặc mặc dù biết rằng là phải khởi phát chống đông sớm uh, phải khởi phát chống đông sớm vì vì nguy cơ nó uh, tóc van nhưng trên này bệnh nhân còn trẻ vào não nên có, có thậm chí có những, những thời điểm trong 7 ngày đầu tiên bọn em biết là chưa sử dụng được chống đông, hàng ngày bọn em phải siêu tim để đánh giá xem cái nguy cơ cái van tim của bệnh nhân đến như thế nào. Thì cái đấy cũng là thật sự là 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 cân nhắc đối với bệnh nhân. Để tóm tắt bài báo cáo này thì em xin tóm tắt hai nội dung thứ nhất là chúng ta phải tập trung kiểm soát tốt cái yếu tố nguy cơ có liên quan đến đột quỵ não, ví dụ như kiểm soát huyết áp và chúng ta thường là target chung là 140 90 mm thủy ngân. Uh, một số bệnh nhân yếu tố nguy cơ cao nhồi máu ổ khuyết thì có thể xuống dưới 130 trên 85 m thủy ngân chúng ta phải kiểm soát đường máu uh, về gần mức bình thường và thường là target hbmc là dưới 7% chúng ta phải kiểm soát uh, uh, statin và một hạn mỡ máu với uh, mức LDL uh, cholesterol từ 70 đến 100 mg trên decilit uh, về điều trị kháng huyết khối thì chúng ta tập trung vào thứ nhất là thuốc kháng huyết tiểu cầu thì ưu tiên cho những nhiều não không do huyết khối từ tim và chúng ta chỉ chỉ sử dụng kháng thuốc kép trong những bệnh nhân tia có nguy cơ cao với điểm AVC D2 lớn bằng 4 hoặc là đột quỵ nhẹ với điểm nít nhỏ bằng 3. Và chúng ta nên nhớ là chúng ta chỉ sử dụng kháng đông, thuốc kháng đông đường uống gồm có kháng vitamin K, gồm có các thuốc kháng đông thế hệ mới cho bệnh nhân có huyết khối nguồn gốc từ tim mạch và đặc biệt là trong đấy nó có 50% bệnh nhân có dung nhĩ không do nguồn gốc từ tim, không do van tim. Em xin trân trọng cảm ơn sự lắng nghe của các thầy cô và các bạn ạ.